Ukraine dự định cắt đứt hành lang trên bộ đến bán đảo Crimea. Nga điều động 200 đặc nhiệm tinh nhuệ đến chiến trường miền Nam. Sau hai đòn hiểm của mìn Ukraine, kíp tăng Moscow may mắn sống sót. Mỹ sẽ cho Kiev hơn 5.000 súng AK tịch thu trên biển. Nga cảnh báo phá hủy toàn bộ chiến đấu cơ phương Tây viện trợ. Moscow bác bỏ cáo buộc Nga lên kế hoạch kiểm soát Moldova. Nga muốn Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream. Lý do quân đội Mỹ chọn tên lửa gần nửa triệu đô để bắn rơi vật thể lạ. Đối phó Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản mua số lượng lớn vũ khí lợi hại của Mỹ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế chiều thứ Tư ngày 15 tháng 2 của TVJS nâng tầm kiến thức. Vừa rồi là điểm những tin chính sẽ có trong bản tin và ngay sau đây hãy cùng Hồng Hạnh đến với những nội dung chi tiết. Trước thực tế chiến sự leo thang đặc biệt căng thẳng tại miền Đông, chính quyền ông Zelensky lại đang nhắm đến mục tiêu khác. Ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào Chúng tôi cùng với nước Nga, thành viên Hội đồng Chính quyền vùng Zaporizhia cho biết, Ukraine dự định cắt đứt hành lang trên bộ với Crimea bằng cách tổ chức tấn công ở khu vực Zaporizhia. Theo ông Rogov, mục tiêu của cuộc tấn công khu vực Zaporizhia là nỗ lực cắt đứt hành lang trên bộ dẫn tới Crimea và tỉnh Kherson. Nhưng quân đội Nga đã biết được kế hoạch đó. Sẽ không có cuộc dạo chơi thong dong nào cho các chiến binh Ukraine ở đây, bởi trong tỉnh đã thiết lập một số tuyến phòng thủ nhiều cấp để ngăn chặn các chiến binh Ukraine đột kích. Hiện nay, ở khu vực đường giới tuyến vẫn tiếp diễn các đợt pháo kích giữa hai bên. Không có sự di chuyển quân theo hướng này hay hướng khác. Quân đội Ukraine mặt khác không có đủ lực lượng dự bị để tổ chức tấn công vào khu vực mặt trận này. Tỉnh Zaporizhia đã trở thành chủ thể của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở đây. Kiev không công nhận cuộc trưng cầu này và tiếp tục bảo vệ lãnh thổ. Ngày nay, hơn 70% diện tích tỉnh Zaporizhia nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi trung tâm khu vực là thành phố Zaporizhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Trong khi đó, nhà chức trách Ukraine cho biết quân đội Nga lại điều động nhiều binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia tới chi viện cho khu vực Kherson. Chiến trường miền Nam đã từng rất ác liệt vào cuối năm 2022. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận, quân đội Nga đã điều động ít nhất 200 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia nước này tới chi viện cho chiến trường miền Nam Ukraine. Đây được xem là động thái nhằm chống lại các hoạt động du kích của Kiev. Theo đó, số binh sĩ trên hiện đang đóng quân tại một trung tâm thể thao tại làng Lazune. An ninh tại ngôi làng này hiện đang được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn cho binh sĩ Nga. Trong thời gian tới, giới quan sát nhận định, các binh sĩ vệ binh quốc gia Nga sẽ tiến hành các chiến dịch truy tìm và triệt phá cứ điểm của lực lượng du kích Ukraine tại Kherson. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho tuyến phòng thủ tà ngạn sông Dnieper của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Quý vị thân mến, trong 4 lần bắn rơi vật thể bay không xác định gần nhất, thì quân đội Mỹ đều sử dụng tên lửa AIM-9X Sidewinder. Chi phí cho mỗi lần phóng loại tên lửa này là hơn 400.000 đô la Mỹ. Giới quan sát đánh giá, đây là chi phí tương đối đắt đỏ khi bỏ ra chỉ để bắn hạ những vật thể không gây hại gì. Trước nhiều băn khoăn về vấn đề này, Không quân Mỹ cũng đã đưa ra lời giải đáp. Theo video được chia sẻ, vào rạng sáng ngày 14 tháng 2, một xe tăng T-72B của Nga đang yểm trợ một vài binh sĩ rời khỏi khu vực giao tranh gần tuyến phòng thủ Sevastopol-Kremenia của quân đội Ukraine thì bất ngờ cán phải hai quả mìn chống tăng. Dù chịu sức công phá liên tiếp từ hai quả mìn chống tăng, nhưng chiếc xe chỉ bị bung phần xích bên trái và kiếp lái vẫn đủ tỉnh táo để nhanh chóng rời khỏi đó. Một số chuyên gia quân sự nhận định, việc kiếp lái xe tăng trên cán phải hai quả mìn liên tiếp mà vẫn sống sót hoàn toàn dựa vào sự may mắn. Do phần xích ở phía trước xe tăng cán phải mìn nên trọng tâm vụ nổ không gây ảnh hưởng tới lớp kiếp lái ngồi bên trong xe. Nếu trọng tâm vụ nổ nằm ngay dưới gầm xe thì sức công phá của hai quả mìn thừa sức xuyên thủng phần gầm trước tăng và kiếp lái hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Chưa rõ những diễn biến gì sẽ xảy ra tiếp theo tại chòi lửa Kherson. Các binh sĩ được điều động đến khu vực này liệu có toàn mạng trở về hay không? Nhưng chúng ta biết rằng việc họ sống sót có thể không phụ thuộc vào các chiến lược cao tay hay năng lực tác chiến trên chiến trường. Đôi khi, nó hoàn toàn chỉ dựa vào sự may mắn. Một đoạn video được chia sẻ gần đây của Nga là một ví dụ. Các quan chức Mỹ và châu Âu giấu tên hôm 14 tháng 2 tiết lộ số vũ khí mà quân đội Mỹ muốn gửi cho Ukraine gần hơn 5.000 súng AK, một số tên lửa chống tăng, 7.000 ngòi nổ cận đích cho pháo 122mm và 1,6 triệu viên đạn súng bộ binh.
Đây đều là những vũ khí bị Mỹ tịch thu tại Trung Đông với cáo buộc Iran chuyển chúng cho phiến quân Houthi ở Yemen. Thách thức lớn nhất với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden là tìm ra lý do pháp lý cho phép vận chuyển vũ khí giữa các vùng xung đột quân sự khác nhau. Lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc áp đặt lên Yemen từ năm 2014 yêu cầu Mỹ và đồng minh phá hủy hoặc cất trữ vũ khí tịch thu, không chuyển giao chúng cho bên thứ ba. Quan chức Mỹ giấu tên nói rằng cố vấn pháp lý của chính quyền Biden đang đánh giá những lệnh cấm vận có đề ngỏ khả năng chuyển số vũ khí bị tịch thu cho Ukraine hay không. Thêm rằng phương án này được tính đến từ cuối năm 2022, khi Hải quân Mỹ chặn bắt được nhiều lô khí tài quân sự trên đường đến Yemen. Sau thông tin được đưa ra từ Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg ngày 13 tháng 2 cho rằng chiến sự tại Ukraine đang tiêu tốn lượng lớn đạn dược và làm cạn kiệt kho dự trữ của khối, thì theo một quan chức giấu tên, Mỹ đang xem xét phương án gửi cho Kiev hàng nghìn súng AK, tên lửa và hơn 1 triệu viên đạn tịch thu của Iran ngoài khơi Yemen. Viktor Bondarev, cựu tư lệnh lực lượng không quân Nga và chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về Quốc phòng và An ninh ngày 13 tháng 2 nói với hãng tin TASS rằng các hệ thống phòng không của Nga có thể phá hủy tất cả máy bay chiến đấu của phương Tây chỉ trong 2 đến 3 tháng nếu chúng được chuyển giao cho Ukraine. Trả lời câu hỏi liệu phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine có thể ảnh hưởng ra sao đến tình hình xung đột, ông Bondarev nhận định hệ thống phòng không của Nga hoạt động rất hiệu quả. Moscow sẽ quét sạch tất cả nguồn cung của Ukraine trong vòng 2 đến 3 tháng. Họ cần phải học cách vận hành chúng, nhưng việc này sẽ mất khoảng 6 đến 12 tháng. Từ lâu, Ukraine đã đề nghị Mỹ và đồng minh viện trợ máy bay chiến đấu để tăng cường năng lực phòng không, đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy các quốc gia phương Tây sẽ sớm đưa ra quyết định cung cấp khí tài này cho Kiev do lo ngại leo thang căng thẳng và đối đầu trực tiếp với Nga. Bên cạnh súng AK, châu Âu cũng đang xem xét có nên viện trợ cho chính quyền Kiev loạt máy bay chiến đấu hiện đại hay không. Một quan chức Nga cảnh báo nếu điều này xảy ra thì hệ thống phòng không của Nga sẽ nhanh chóng phá hủy toàn bộ phi đội này chỉ trong vài tháng. Tổng thống Moldova, bà Maia Sandu hôm 13 tháng 2 phàn nàn rằng Nga đang lên kế hoạch sử dụng những kẻ phá hoại nước ngoài để hạ bệ bà lãnh đạo đất nước nhỏ bé của bà, ngăn cản Moldova gia nhập Liên minh châu Âu EU. Hôm sau, trong một tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, những tuyên bố như vậy là hoàn toàn vô căn cứ. Theo hãng tin Reuters của Anh, Nga cáo buộc Ukraine gây căng thẳng giữa nước này và Moldova, cho rằng Kiev đang cố lôi kéo Moldova vào một cuộc đối đầu khó khăn với Nga. Trước đó, vào ngày 9 tháng 2, phát biểu với các nhà lãnh đạo EU tại Brussels, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, gần đây ông đã nói với Tổng thống Moldova bà Maia Sandu rằng, Kiev đã chặn đường kế hoạch phá hủy Moldova của tình báo Nga. Theo ông Zelensky, các tài liệu thu thập được cho thấy ai, khi nào và như thế nào, kế hoạch sẽ phá vỡ nền dân chủ của Moldova và thiết lập quyền kiểm soát đối với Moldova. Ông Zelensky cho rằng kế hoạch này rất giống với kế hoạch do Nga nghĩ ra để tiếp quản Ukraine, nhưng ông không biết liệu cuối cùng Moscow có ra lệnh thực hiện nó hay không. Hãng tin AP của Mỹ cho hay sau bình luận của ông Zelensky, cơ quan tình báo và an ninh của Moldova đã đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng họ đã nhận được thông tin tương ứng từ các đối tác Ukraine, đồng thời cho biết họ cũng đã xác định được các hoạt động lật đổ nhằm phá hoại Cộng hòa Moldova, gây bất ổn và làm rối loạn trật tự công cộng. Ở một diễn biến khác, Nga đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Moldova Maia Sandu rằng Moscow đang âm mưu gây bất ổn cho nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Điện Kremlin cũng cáo buộc Ukraine gây căng thẳng khi lôi kéo Moldova vào một cuộc đối đầu đầy khó khăn với Nga. Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban, thông báo trên Telegram ngày 14 tháng 2 cho biết, Ủy ban các vấn đề quốc tế Hạ viện Nga đang soạn một tuyên bố, trong đó kêu gọi Liên Hợp Quốc mở rộng điều tra, đưa ra đánh giá pháp lý đối với hành vi phá hoại đường ống Nord Stream và buộc kẻ đứng sau hành động đe dọa an ninh Á-Âu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản tuyên bố gửi Liên Hợp Quốc này có thể được các nghị sĩ bỏ phiếu trong phiên làm việc ngày 16 tháng 2 của Hạ viện Nga. Tuyên bố được soạn theo yêu cầu của Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin sau khi nhà báo điều tra kỳ cựu Mỹ Seymour Hersh đăng bài viết cho rằng Washington đã phá hoại Nord Stream để đối phó với Moscow. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephanie Dujarric ngày 14 tháng 2 cho biết để mở cuộc điều tra, họ cần có sự ủy quyền từ cơ quan lập pháp của tổ chức. Dujarric cho hay ông không có thông tin gì về nguyên nhân đường ống Nord Stream phát nổ và sẽ không đưa bình luận gì thêm. Liên quan đến các vụ nổ dọc đường ống Nord Stream,
Trong ngày hôm qua, Hạ viện Nga đã kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ việc và buộc kẻ đứng sau hành động này đe dọa đến an ninh Á-Âu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo tướng Glenn Van Heck, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD, việc sử dụng tên lửa Sidewinder nhằm đảm bảo an toàn cho phi công và cũng là cách thành công nhất. Ông giải thích, nếu dùng pháo tự động 20mm trên F-22 và F-16, phi công sẽ phải di chuyển tới sát vật thể bay. Điều này dẫn tới khả năng tiêm kích bị ảnh hưởng bởi các mảnh vỡ. AIM-120 cũng không phải là một sự lựa chọn tốt. Nó phù hợp để chống lại máy bay chiến đấu hơn là vật thể bay kích cỡ nhỏ. Chỉ huy của NORAD cho biết, sau khi xem xét tất cả các lựa chọn, tên lửa AMX-9X Sidewinder là phương án tối ưu. Sidewinder là tên lửa dò tìm mục tiêu chủ động bằng quang học, thích hợp để bắn hạ các mục tiêu có độ tương phản với môi trường cao. Tướng Van Heck đồng thời nói thêm, độ hiệu quả của AIM-9X Sidewinder đã được chứng minh, như trường hợp ở hồ Huron, rất khó để một tên lửa khóa mục tiêu bằng radar như AIM-120 có thể bắn trúng vật thể nhỏ như vậy. Trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố phát triển quân đội vì an ninh quốc gia, tại khu vực lại xảy ra nhiều bất ổn nghiêm trọng. Sự bành trướng ra bên ngoài của Trung Quốc, các mối đe dọa hạt nhân liên tục của Triều Tiên và cuộc chạy đua vũ trang ở Đông Á đã bắt đầu. Dấu hiệu mới nhất là từ Nhật Bản, nước này quyết định mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất với ngân sách 211,3 tỷ yên trong vòng 5 năm kể từ năm nay. Theo tờ Nikkei, chính phủ Nhật Bản ban đầu đã quyết định mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất trong vòng 5 năm kể từ năm 2023, với ngân sách dự kiến là 211,3 tỷ yên trong năm tài chính 2023. Hợp đồng sẽ được ký vào tháng 4 năm nay. Theo tình hình hiện tại, chính phủ Nhật Bản cho rằng việc mua sắm hàng năm sẽ dẫn đến phản ứng chậm trễ nên sẽ tăng cường trang bị. Tờ Kyodo News ngày 13 tháng 2 trích dẫn lời các nguồn tin cho biết, Nhật Bản có kế hoạch mua vũ khí có thể phóng từ tàu chiến Aegis của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Hải quân Mỹ cũng đang giới thiệu tên lửa hành trình Tomahawk loại mới nhất. Việc triển khai dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2026, nhưng Nhật cũng đang xem xét thảo luận với Mỹ về việc liệu giao hàng có thể sớm hay không. Theo Sankei Shimbun, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuyaku Hamada không nói rõ số lượng tên lửa Tomahawk sẽ mua. Theo ước tính, sau khi trừ đi chi phí thiết bị bảo quản đặc biệt từ số tiền dự trù, ước tính số lượng mua có thể lên tới khoảng 500 tên lửa Tomahawk. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có kế hoạch đặt tên lửa hành trình Tomahawk lên tàu Aegis dưới dạng tên lửa phóng từ tàu. Ngoài khoản 211,3 tỷ yên mua tên lửa hành trình Tomahawk trong ngân sách năm 2023, thì chính phủ Nhật Bản cũng sẽ phân bổ thêm 110,4 tỷ yên cho chi phí đào tạo về tàu Aegis. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TVJS nâng tầm kiến thức tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.